pin. Cục pin. Pin này pin cho cua. Chân tì phản lực này. Bộ hộp số này, bộ truyền động bằng điện. Xài pin, đây có một bộ pin gắn sẵn rồi. Đây khi tháo ra nó sang đây. Nhấn lên bên này. Pin tháo như này. Đây nó có cái nút để kiểm tra cái mức pin. Như vậy là còn đầy 4 mức. Đây là cục sạc. Đây là cục servo, hai cục giống nhau. Hai cục giống nhau. Sạc cắm ở đây. Còn cục cắm ở đây. Hộp số này trên cái bảng này nó có 12 vị trí chỉnh lực tương ứng với vị trí số 1, thì nếu để nấc số 1 đây, nấc số 1 đây, số 2, nấc số 2 số 1 đặt số 1 thì lực maximum là 300 Nm, tương ứng như vậy vị trí số 11 là 900 hoặc là 2008 ở cấp độ 1 hoặc cấp độ 2 để hai cấp tốc độ. Như vậy thì số 1 2 3 4 5 6 7 8 này chọn ở đâu? Chọn ở đây. Đây có cái kim này. 1 này. 5 6 7 8 9 10 1 2 11. Vị trí của cái kim để chỉnh lực ra ở đây thì luôn phải có một cái chân tì phản lực ở đây. Đây là cái đảo chiều quay, đây là cái đảo chiều quay.